từng đứng trước áp lực lớn khi phải trải qua 5 làn sóng bùng phát dịch COVID-19. Song trong vài tuần trở lại đây, Nhật Bản lại ghi nhận số ca nhiễm mới giảm xuống mức thấp kỷ lục trong vòng hơn một năm. Điều gì đã khiến cho số ca nhiễm COVID-19 ở Nhật Bản giảm đột ngột? 1. Cơ chế tự diệt của virus SARS-CoV-2. Theo ông Aituro Aino, giáo sư Viện Di truyền Quốc gia Nhật Bản, biến chủng Delta tại nước này đã có quá nhiều đột biến đối với protein phi cấu trúc có tên là NSP14, một loại protein có chức năng sửa lỗi gen di truyền. Hệ quả là virus dần mất chức năng tự sửa lỗi và hình thành cơ chế tự diệt. Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng so với khu vực ở châu Âu và châu Phi thì ngày càng có nhiều người dân ở khu vực châu Á sở hữu một loại enzyme phòng vệ mang tên là ApoB3a, có khả năng chống lại các virus RNA, trong đó có virus SARS-CoV-2. Chính vì vậy, Viện Di truyền Quốc gia và Đại học Niigata đã bắt đầu nghiên cứu về các ApoB3a tác động lên NSP14, cũng như là khả năng ức chế virus SARS-CoV-2 của loại enzyme này. Thứ hai, thói quen đeo khẩu trang ở bất cứ đâu. Một yếu tố khác giúp cho số ca mắc COVID-19 mới tại Nhật Bản giảm mạnh nằm ở chính thói quen đeo khẩu trang của người dân. Trong khi nhiều quốc gia, trong đó thì có Mỹ, đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang trong không gian kín, thì hầu hết người dân ở Nhật Bản vẫn rùng mình khi nghĩ đến việc mạo hiểm khi không che chắn kín mặt. Hành động dần trở thành thói quen và ăn sâu vào tiềm thức của người dân của nước Nhật sau nhiều đợt giãn cách phòng chống dịch. Thứ ba, chiến dịch tiêm vaccine hiệu quả. Hiện nước này đã tiêm đầy đủ cho hơn 75% dân số trên tổng số gần 126 triệu dân. Dù triển khai chậm hơn so với các quốc gia trong nhóm G7, song với sự tiến bộ của chương trình tiêm chủng, Nhật Bản đã vượt qua Canada, trở thành quốc gia có tỷ lệ tiêm vaccine đầy đủ cao nhất. Theo như tờ The Guardian, một trong những yếu tố giúp cho Nhật Bản thành công trong chương trình tiêm chủng là chiến dịch truyền thông thay đổi quan điểm của người dân đối với vaccine. Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 tại Nhật Bản đang dần trở nên lạc quan hơn. Nhiều người tin rằng một cuộc sống bình thường đang quay trở lại với xứ sở hoa anh đào sau khi chính phủ Nhật Bản quyết định dỡ bỏ giới hạn về số lượng người được phép tham gia các sự kiện thể thao, giải trí quy mô lớn. Giới chuyên gia cũng khuyến cáo không nên chủ quan, bởi nếu gặp một biến thể mạnh hơn Delta, thì nguy cơ lây lan dịch bệnh tại đây vẫn có thể bùng phát trở lại.